quý vị, khi bước chân đến thủ đô Phnom Penh thì chúng ta hẳn như ai cũng như là khách thập phương đều đến đây và phía đều bước chân đến ngôi chùa Wat Nom. Thưa quý vị, Wat theo tiếng Việt mình gọi là chùa và Nom là núi, người Việt mình gọi là chùa núi. Nhưng mà ở đây thì có một cái tên rất là thân thương do người dân Campuchia đặt ra, đó còn gọi là chùa Bà Ben, vì bà là người sáng lập ra ngôi chùa cũng như đó là tên của bà. Thưa quý vị, Bà Ben là tên của bà cũng như bà là người sáng lập ra ngôi chùa này. Tất cả những người dân Campuchia nói chung và khách thập phương nói riêng đều đến đây khi mà họ cần cầu xin cho sức khỏe, cho làm ăn thì đều đến đây để cúng cũng như là viếng Bà Ben. Ngoài cái việc tín ngưỡng tôn giáo ra thì nơi đây còn là một nơi vui chơi, là một cái khuôn viên cho người dân ở thủ đô Phnom Penh có thể đến để vui chơi cùng gia đình. Sau đây Tiến Nhi xin mời quý vị cùng Việt TV cùng vào bên trong để chúng ta cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của ngôi chùa Wat Nom. Và thưa quý vị, sau khi rời ngôi chùa Wat Nom thì VTV cũng như Tiểu Nhi đang có mặt ở đây là cung điện của nhà vua. Thưa quý vị, khác với ở Thái Lan, cung điện ở nhà vua của Thái Lan thì chỉ là nơi để cho khách du lịch đến chiêm ngưỡng, nhưng nhà vua không ở đó. Nhưng còn ở Campuchia thì khá khác, khi mà đến cung điện của nhà vua thì nơi đây cũng là nơi khách du lịch có thể đến tham quan, nhưng mà cũng là nơi nhà vua ở và hiện hữu ở đây. Thưa quý vị, thì thưa quý vị thấy là ngoài sau lưng Tiểu Nhi đây là một cái đền đài rất là lớn, đó là cung điện chính của nhà vua, là nơi mà nhà vua đăng quang cũng như là nơi mà nhà vua tiếp các nguyên thủ quốc gia khác cũng như là những người dân ở đây. Và quý vị biết là bên trong trong cái cung điện đó có một cái ghế, mà cái ghế đó nhà vua chỉ ngồi một lần mà thôi khi mà đăng quang, chỉ ngồi một lần. Thì xa xa bên hông đó là một cái ngôi nhà mà theo Tiểu Nhi được biết là ngôi nhà đó là để nhà vua tiếp những vị khách quốc gia khi mà đến đây hội họp, mà cần một cái nơi nghỉ ngơi khi mà cuộc họp gián đoạn thì các vị khách được mời qua bên đó để cho các vị khách nghỉ ngơi. Và sau lưng Tiểu Nhi đây là quý vị thấy là nhìn xa mà gần là đó là giống như cái ấn mộc của nhà vua, đó là nơi mà một khi nhà vua ban hành luật gì thì là nhà vua có cái ấn đó và ấn xuống là coi như là cái luật đã được ban hành ra. Và quý vị thấy là trong cái khuôn viên này rất là rộng lớn, là cung điện của nhà vua và nơi nhà vua của Campuchia đang ở và đang làm việc ở đây. Thưa quý vị, thì sau lưng Tiểu Nhi là cung điện chính của nhà vua, và quý vị thấy là cung điện chính nhà vua khi mà xây, quý vị nhìn kỹ là những cái mái đưa ra đó là biểu tượng của con chim Raguda, loài chim đó là biểu tượng cho hoàng gia, cũng như là quý vị thấy là đằng xa đó là có một lá cờ màu xanh. Lá cờ khi mà lá cờ được kéo lên cao đó là biểu tượng cho nhà vua đang làm việc cũng như là đang sinh sống ở trong cái khoảng cung điện này. Nhưng nếu mà lá cờ được kéo xuống thì cũng cho chúng ta biết là nhà vua đang đi làm việc ở bên ngoài cũng như là không có mặt ở trong cung điện. Thưa quý vị, thì bây giờ Tiểu Nhi đang có mặt ở trong một trong những cung điện của nhà vua ngày hôm nay. Thời xưa theo Tiểu Nhi được biết thì người dân Campuchia không có dùng lịch, thành ra họ không có biết là ngày nào thứ mấy hết. Nhưng mà đặc biệt khi mà họ nhìn những cung nữ cũng như là phi tần của nhà vua mặc đồ thì họ sẽ biết ngày đó là ngày thứ mấy. Như quý vị thấy là sau lưng Tiểu Nhi đây là những cái người cung nữ của nhà vua, người đầu tiên mặc màu đỏ đó là tượng trưng cho chủ nhật. Nếu mà những người dân chúng mà thấy cung nữ của nhà vua mặc màu đỏ là biết ngày đó chủ nhật, nên họ không có cần phải coi lịch. Và người thứ hai, ngày thứ hai là mặc màu cam, và kế tiếp người thứ ba là sẽ mặc màu tím, và kế tiếp là màu xanh cũng như là xanh đậm, màu xanh dương, và cuối cùng là một màu nâu là ngày cuối tuần. Quý vị biết là đó là một trong những cái mà đặc biệt thú vị khi mà Tiểu Nhi đến đất nước Campuchia mà am hiểu thêm về cái lịch sử của họ. Thật là thú vị khi mà họ không có cần phải xem lịch, chỉ cần nhìn những cái màu sắc của cung nữ vua mặc mà họ biết
nhất ngày đó, ngày thứ mấy. Nhưng mà qua bên đây là quý vị thấy tủ đồ này là tủ đồ quần áo của nhà vua. Khi mà nhà vua tiếp những nguyên thủ quốc gia thì đây là bộ đồng phục của nhà vua truyền thống của nước Campuchia. Kế bên là bộ trang phục cưới của nhà vua. Bộ trang phục cưới này là bộ trang phục cưới truyền thống, nhưng mà đặc biệt là quý vị thấy bộ trang phục cưới này là được đính bằng vàng thật 100%. Để tôi nhìn lại gần giới thiệu cho quý vị xem, quý vị thấy là một bộ trang phục cưới của nhà vua là truyền thống như thế này. Áo khoác bên ngoài bằng vàng, cũng như là có đai chạm vàng, kim cương, và vợ của vua là hoàng hậu cũng vậy. Tất cả nguyên bộ trang phục này đều là màu vàng hết thưa quý vị. Thưa quý vị, thì quay sang bên đây cũng là một trong những cái mặt của cung điện chính của nhà vua. Theo như được biết thì ngôi nhà trắng đằng xa đằng kia là nơi nhà vua đang ở và làm việc. Thành ra khách du lịch đến sẽ không được vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó chỉ dành riêng cho nhà vua và cũng như là những người ở hoàng thân quốc thích thôi. Quý vị thấy là cái kiến trúc của Campuchia rất là đặc biệt, vì lúc nào tự nhiên cũng thấy màu vàng. Hình như màu vàng là màu của hoàng tộc thì phải, vì bộ đồ của nhà vua mặc trong lễ cưới cũng toàn là màu vàng. Đến đây thì tự nhiên thấy là cái khung cảnh ở thủ đô Phnom Penh nói chung và nước Campuchia nói riêng thật là hiền hòa. Bước vào cái cung điện này thì thật sự khách du lịch đến cũng đông, nhưng mà ở đây tìm thấy một cái sự yên bình rất là yên tĩnh thưa quý vị. Vì có thể đây là một nơi trang nghiêm, thành ra khi mà đến đây thì khách du lịch cũng rất là nhỏ nhẹ. Và quý vị biết là từng cái khung cảnh, từng cái kiến trúc, từng cái design cho cái cung điện này thì tự nhiên nghĩ đó là một trong những cái gì mà linh thiêng, cũng như một cái gì đó là cổ kính của nước Campuchia. Và thưa quý vị, Tú Nhi vẫn đang có mặt ở trong ngôi chánh điện của hoàng cung, nhưng mà phía bên đây là một ngôi chùa mà người Việt của chúng ta gọi là chùa bạc và chùa vàng. Nhưng thật sự ngôi chùa này chỉ là chùa bạc và thôi, vì người ta gọi chùa vàng chùa bạc tại vì chùa bạc, nhưng mà ở bên trong có một ông Phật được đúc bằng vàng nặng 90 kg thưa quý vị. Nhưng mà điều đặc biệt là trên ông tượng Phật đúc bằng vàng đó được gắn đến 2086 viên kim cương. Một điều bí ẩn là tại sao không gắn đến 3000 viên kim cương hoặc là một con số khác mà lại là 2086 viên kim cương, là vì khi mà đức vua nằm mơ có thấy ông Phật hiện ra và nói là đến năm 2086 thì sẽ có một đức Phật hiện hữu để cứu giúp thế gian. Vì thế khi mà tỉnh giấc dậy thì ông vua lại cho xây ngay, đúc ngay một tượng Phật bằng vàng nặng 90 kg, và trên bức tượng đó phải gắn 2086 viên kim cương để nhắc nhở đến nhà vua về cái giấc chiêm bao mà nhà vua đã thấy được. Nhưng mà không biết cái đó là có thành hiện thật hay không, nhưng mà thật sự bây giờ thì bên trong ngôi chùa bạc này có bức tượng. Thật sự rất là đáng tiếc khi tất nhiên không có thể vào bên trong để quay tường trình đến cho quý vị được, vì đây là điều cấm. Nhưng mà quý vị cùng Việt TV theo dõi một vài hình ảnh bên ngoài ngôi chùa vàng chùa bạc nhé. Và thưa quý vị, khi mà rời khỏi cái ngôi cung điện của hoàng vua thì ở bên đây tôi như thấy là có cây Thala. Quý vị biết Đức Phật được sinh ra ở ngay cây Thala, mà đặc biệt cái cây Thala ở trong hoàng cung của Campuchia này đã được lấy đúng từ giống của Ấn Độ, nơi Đức Phật được sinh ra thưa quý vị. Thưa quý vị, trên tay tôi như cầm đây là hoa Thala. Quý vị thấy luôn, cái hoa Thala rất là lạ, có nhiều cái cánh rất là dày và mở ra bên trong có cái nhị hoa, và cái nhị hoa này rất là thơm. Cái mùi thơm giống như là mùi hoa lài, giữa hoa lài và hoa lý, thành ra nó cũng rất là bí ẩn cho cái hoa Thala thưa quý vị. Thưa quý vị, sau khi chúng ta thăm cung điện của nhà vua thì trước cung điện của nhà vua đây là quảng trường sông Bốn Mặt. Vì bên đây là sông Bốn Mặt và bên đây là
cung điện của vua. Thưa quý vị, thì sông bốn mạch đó là trực thuộc của một cái nhánh sông Mekong, và con sông bên đó là quý vị biết là thường thường là dòng sông đó là chuyên tổ chức những cái lễ hội lớn của Campuchia, như lễ hội Ok Ông Pot hay còn gọi là đua gan ngon. Cái đó là một cái loại mà đua thuyền đó thưa quý vị. Thì khi mà lễ hội diễn ra thì nhà vua cũng như hoàng hậu là đứng ở bên một cái tượng, cái đó là gọi là cái đài, thì nhà vua hoàng hậu có thể đứng xem. Và khi mà xong cái đua thì cái việc trao giải cũng trao giải trước ngay chỗ cái biểu tượng này, cũng như trước cái quảng trường này. Quý vị thấy là cái trong cái quảng trường này rất là vui, vì mọi người đến đây đều đi bộ hết, vì người họ cấm không có được xe lưu thông, chỉ có mấy em nhỏ được đem mấy cái chiếc xe đạp đến đây để chơi thôi. Về đêm thì tôi nhìn thấy là rất là nhiều khách du lịch đến đây để sinh hoạt cũng như là để tìm hiểu, trao đổi thêm về kiến trúc cổ của thành phố, của thủ đô Phnom Penh của Campuchia thưa quý vị.